Xin chào mọi người và nhất là các người em tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Năm nay phần đầu năm thì mình không có cái duyên để làm cho cái tử vi cả năm đối với người Giáp Tý cũng như là vận hạn những tháng đầu năm của người Giáp Tý. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người coi xem Giáp Tý ở những tháng còn lại của trong năm nó sẽ được như thế nào, tốt xấu ra sao để mọi người có thể nói là cương nhu trong làm ăn một cách tốt đẹp nhất. Thật sự mà nói thì với cái người Giáp Tý ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này thì cái tử vi nó có tương đối là tốt đẹp, có nhiều điều tương hợp ở trong cái tử vi trọn năm. Ví dụ như là với nam mạng là có sao chủ là Mộc Đức này, vận niên là Kê Giáp Viên, thiên can là Giáp Hợp Kỷ thuộc ngũ hợp đúng không? Tý Hợi thì tự chủ bình hòa và Tý Hợi là cùng nạp âm ngũ hành là thủy, cho nên là tốt đẹp về phần gia đạo, như vậy thì ngon lành. Nhưng nữ mạng thì không được tốt đẹp cho lắm, nhưng mà cũng không phải là xấu. Vì sao? Vì là nữ mạng thì mang sao thủy diệu, sao chủ là sao thủy diệu, có tang môn, cho nên là có thể nói là dễ có tang ở trong cái năm năm này. Vận niên thì cũng giống như nam là Kê Giáp Viên, thiên can là Giáp Hợp Kỷ, rất tốt cho những cái sự khởi đầu, sự phát triển ở trong công việc. Địa chi thì Tý Hợi thì cùng hàng về nạp âm ngũ hành, Tý Hợi là cùng thủy cho nên là tốt đẹp. Tuy nhiên là mệnh hải trung kim, tức là kim kim mà nằm ở dưới nước của các em á, cả nam và lẫn nữ, thì không được tốt đẹp cho lắm ở trong cái năm mà bình địa mộc, cái năm mà gốc mộc này. Nhưng tuy nhiên là năm nay vẫn là năm hợp thổ, ngũ hành là vượng thổ, đặc biệt là hai tháng 5 và tháng 6 là hai tháng vượng thổ, cho nên là tốt đẹp, cũng không quá khó khăn cho người hải trung kim, đúng không? Bởi vì dù sao nữa, vượng thổ, thổ vượng là sẽ tốt cho kim, cho nên là cũng không có gì là quá khó khăn. Rồi, đó là cái tử vi bên ngoài, tử vi của cả chọn năm đối với người Giáp Tý. Thì vẫn vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 thì hôm nay đó là ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của tháng 6 năm Kỷ Hợi 2019 rồi, cho nên là mình sẽ chia sẻ luôn vào tháng 6 ở trong cái video này, thay vì là từ tháng 7 như những cái video 6 tháng cuối năm khác. Thì tháng 6 này là tháng Tân Mùi, tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi của năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng thổ, mình nói là tháng 5, tháng 6 là hai tháng vượng thổ. Thì xét về trụ mệnh là thổ sinh ra kim, như vậy là bổn mạng được tương sinh, tốt đẹp cho các cái phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi. Vì thế nó sẽ làm cho mình cái sự may mắn ở trong cái bổn mạng của mình nó tốt hơn, không lo bệnh nạn. Như đã nói ở những cái video trước, người Giáp Tý là một trong những người đặc biệt nhất trong lục thập hoa giáp. Vì sao? Vì chữ Giáp là đứng đầu thiên can, chữ Tý đứng đầu địa chi, lại là người mệnh kim mà lại kim nằm ở trong nước, cho nên lại không sợ lửa. Đó, cho nên là có nhiều cái hay ho ở trong cái tuổi này. Tiếp đến là phần thiên can, chữ Giáp với chữ Tân là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy là cái trụ mà nói về công việc, về danh lộc là tốt đẹp, không có tương khắc, không có gì hết là ok rồi ha. Tại vì mình dù sao đi nữa là nên nhớ là trụ thiên can của cả năm mình là Giáp Hợp Kỷ, nếu như mà gặp thiên can tháng không có sát không xung là mình được hưởng lợi rồi, ngon lành rồi, đúng không? Rồi, địa chi là Tý với Mùi là thuộc nhóm tương hại, cho nên có thể là sẽ có buồn phiền trong gia đạo nhưng không quá lớn. So với nhị hại thì
lục xung nè, lục lục hại thì rõ ràng là nó sẽ đỡ hơn lục xung, cho nên là cái phần giả đạo mà có buồn phiền thì nó cũng không quá nhiều, nhưng chủ yếu cho các em nữ nhiều hơn với cái sao thủy diệu có nhiều chuyện buồn phiền, chứ không phải là nam với cái sao mộc đức may mắn danh lộc tốt ha. Rồi tiếp tục là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 7 âm lịch đó là tháng Nhâm Thân, mà tháng Nhâm Thân á là thuộc kim. Như vậy xét về mệnh á, là kim đồng hàng bổn mạng sức khỏe tốt. Thiên can á, chữ giáp với chữ nhâm á, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên là tốt đẹp. Tuy nhiên á, là mình sẽ nói tiếp ha. Rồi về phần địa chi là thân với tí là thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì ngon lành với tháng 7 với cái mệnh kim đồng hàng, thiên can giáp nhâm thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục là tốt đẹp cho công việc, tại vì dù sao nữa giáp hợp kỹ cả năm của mình là tốt đẹp. Địa chi thì có tam hợp, người ta nói có tam hợp là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn ảnh hưởng nhiều đến các mối quan hệ ở trong công việc. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Quý Dậu, một tháng kim. Mệnh là kim đồng hàng bổn mạng sức khỏe tốt, cũng giống như tháng 7. Thiên can giáp quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng tiếp tục giống như tháng 7. Thiên can không có bị xung khắc gì. Địa chi Dậu Tý, Tý ngọ mèo Dậu, Dậu với Tý là nằm trong cái tứ hành xung nhưng lại xa nhau, cho nên là cái sự xung khắc của không quá lớn, cho nên gia đạo nếu mà có xào xạo thì nó cũng chút chút, không có quá nặng nề đến cái ảnh hưởng đến cuộc sống. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Giáp Tuất. Mà tháng Giáp Tuất là hỏa, như vậy xét về chủ mệnh là hỏa sẽ khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về sức khỏe. Mà khi tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh, vì thế nó sẽ không có phát huy tác dụng tốt. Thì cái phá và bại tinh, đặc biệt cái tăng môn, cái phá tinh tăng môn rất dễ hoàn thành ở trong cái tháng mà bị tương khắc bổn mạng như vậy, là dễ có chuyện buồn phiền lắm đối với người nữ mạng. Thiên can thì chữ giáp của Giáp Tuất gặp chữ giáp của Giáp Tý là đồng hàng, cho nên là công việc hanh thông không chướng ngại. Như vậy là ngon lành ha, tại vì mình có giáp hợp kỹ của năm thì những cái tháng ở trong năm nó cũng sẽ tương đối là hợp mệnh, hợp để mình làm, chứ không phải là có rắc rối gì ở công việc người Giáp Tý. Địa chi Tý Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hài, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy với tháng 9 âm lịch thì mọi người nhớ cẩn thận cái bộ mạng của mình, nhớ nha, như các em Giáp Tý nữ mạng, Giáp Tý nam mạng thì có sao mộc đức, một cái ngôi sao may mắn và đem đến danh lộc tốt thì nó cũng đỡ đi ha. Rồi tiếp theo đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Ất Hợi, một tháng hỏa nữa. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 9, không khác gì, hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe và bổn mạng. Hãy nên nhớ rằng mình bị hai tháng tương khắc bổn mạng liên tiếp thì tháng sau nó sẽ xấu hơn tháng trước ha. Rồi là cái thứ nhất nữa, cái thứ hai là phúc tinh và tài tinh bị che đi nhiều, mất đi tác dụng, phá và bại tinh sẽ hoàn thành nhiều. Hai tháng này đối với người nữ mạng thì đề phòng việc tan chế ở trong gia đạo của mình ha. Thiên can Ất với Giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Ất Giáp đều là hàng mộc, cho nên là có thể nói tiếp tục là một tháng tốt đẹp ở trong công việc, tài lộc thậm chí là có phát sinh. Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Cả Tý lẫn Hợi thì thuộc thủy, cho nên gia đạo còn tốt đẹp hơn nữa. Như vậy đối với tháng 9 và tháng 10 là khá giống nhau,
chỉ phải chú ý nhiều ở cái phần bổn mạng và cái sức khỏe của mình mà thôi. Tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, tức là tháng Thủy. Như vậy mệnh là Kim sinh Thủy, bổn mạng bị sinh sức, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng một chút xíu ha. Tuy nhiên là nó vẫn đỡ đần hơn cái phần mà bổn mạng bị tương khắc ở tháng 9, tháng 10. Rồi thiên can giáp bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, ok, tốt đẹp về công việc tiếp tục. Tuy nhiên là địa chi Tý gặp Tý là năm sinh tháng tuổi, cho nên gia đạo rất dễ xạo xạo, có chuyện không có vui vẻ, đặc biệt là với cái hạn với cái sao Thủy Diệu có nhiều chuyện buồn về, và cái hạn của năm là hạn toán tặc, trở ngại va vấp của các em nữ. Các em nam thì hạn của năm là hạn huỳnh tiền, đề phòng bệnh nặng, cho nên là những cái tháng mà bị tương khắc bổn mạng hoặc là sinh xuất bổn mạng thì cũng phải cần cẩn thận một chút xíu. Như là tháng 9, tháng 10, tháng 11 này là thấy là sinh xuất bổn mạng, là tháng 12 chắc chắn là một tháng thủy nữa, thì cũng là những tháng không tốt đẹp cho sức khỏe đối với người nam mạng dù có sao mộc đức. Nên nhớ rằng một điều là chuột mà mình sợ mùa lạnh đó ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu, mà tháng Đinh Sửu là thuộc thủy. Như vậy thì mệnh cũng sẽ không khác gì tháng 11 với Kim sinh Thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bổn mạng. Rồi thiên can chữ Giáp với chữ Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc cũng tiếp tục tốt đẹp, không quá có gì khó khăn cả. Với cái chữ Giáp hợp kỹ là ảnh hưởng công việc của mình cả năm có nhiều điều may mắn tốt đẹp. Vận vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 thì thấy rằng mình không bị tương khắc, không bị gì nhiều. Rồi thiên can như vậy thì địa chi là Tý gặp Sửu là thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo và cả công việc. Đây là cái tháng kết thúc của năm Kỷ Hợi 2019. Có thể nói là người Việt Nam của mình thì thường là chỉ làm việc đến khoảng 2 ngày 20 thôi. Sau đó là thời gian dành cho gia đạo chuẩn bị Tết nhất. Thì nếu như vậy thì cái việc mà gia đạo gặp lục hợp như vậy thì rõ ràng đây là một năm có vui vẻ, con cái đề hòa hoặc là về ngoại về nội gì đấy, tạo ra một cái sự vui vẻ trong gia đạo. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn của những tháng còn lại đối với người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thì nam mạng với cái sao mộc đức thì có nhiều may mắn và trình lập tốt, tuy nhiên nữ mạng có sao Thủy Diệu, một cái ngôi sao bị sinh xuất ở bổn mệnh của mình, thì đề phòng tan môn và đề phòng sức khỏe của mình, cũng như là có những chuyện buồn phiền ở trong những cái tâm tư tình cảm của mình. Hy vọng rằng cái những cái chia sẻ, những cái thông tin mình đưa ra sẽ giúp mọi người làm một cái hành trang nhỏ để mà ứng dụng vào cuộc sống, để có những cái thành công nhất định đối với các em nam tuổi Giáp Tý và nữ tuổi Giáp Tý. Một trong những cái tuổi mà rất đặc biệt đó là đứng đầu thiên can và đứng đầu địa chi. Thật sự mà nếu mà nói là nếu như mà người nào mà đi làm ở trong cái cơ quan nhà nước hãng xưởng mà nắm tuổi Giáp Tý thì rất dễ thăng tiến, rất nhanh để lên mà có thể nắm quyền. Ở trong thời điểm này là thời điểm rất tốt để mà phát triển sự nghiệp, đấu tranh để giành được cái vị trí xứng đáng với cái công sức của mình ha. Ai xem video này thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Giáp Tý biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác, có thể về tử vi phong thủy tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.